Những ngày các tỉnh thành miền Trung chống dịch COVID-19 đã có hàng nghìn cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân đội tham gia làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Phía sau người lính là hậu phương gia đình gánh vác việc nhà, chăm sóc con cái, tiếp sức để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những ngày Thượng úy Trịnh Văn Tâm làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, vợ anh chị Nguyễn Thị Hoan phải vừa đi làm vừa chăm sóc con cái và lo việc nhà. Là công nhân của một xí nghiệp, để công việc không bị gián đoạn, chị gửi con nhờ người chị gái trông nom giúp. Gần một tháng bố không về nhà, bao yêu thương được bé trai mới 8 tuổi, nhắn gửi qua những dòng chữ đầy xúc động. Bố ăn cơm chưa? Con mới làm bài văn ông đọc cho bố nghe. Bố em là bộ đội biên phòng, bố em thường xuyên phải đi chợ. Hiện nay bố em đang đi công tác, em thương bố ở nhà nghe lời mẹ, giúp mẹ làm việc nhà, em nhớ bố rất nhiều. Qua hơn 20 ngày thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly này thì hôm nay được con trai tặng cho bài thơ thì mình thấy rất là xúc động. Mình sẽ phấn đấu cùng với đồng đội và thực hiện tốt nhiệm vụ, hết dịch thì trở về với ba mẹ con. Mình cảm ơn con trai, cảm ơn gia đình đã động viên mình thực hiện tốt nhiệm vụ. Những ngày Bệnh viện Quân y 17 hỗ trợ tiếp nhận điều trị bệnh nhân nặng từ các bệnh viện Đà Nẵng chuyển đến, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hằng và đồng nghiệp ở khoa tim thận khớp thực hiện cách ly làm việc tại chỗ. Chồng chị cũng là bộ đội, đang công tác tại vùng 3 Hải quân, cũng không thể về nhà. Hai con trai nhỏ được ông ngoại đón về chăm sóc. Nguồn động viên và sự giúp đỡ của gia đình giúp chị Hằng thêm yên tâm với công việc. Bệnh viện đã tổ chức cho từng khoa ban sinh hoạt, xây dựng ý chí quyết tâm và bố trí sắp xếp các kiếp trực phù hợp. Trong đó, bệnh viện lưu ý những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những đồng chí có chồng công tác xa nhà và nuôi con nhỏ, bố trí thời gian công tác của bản thân và gia đình phù hợp. Tại các bệnh viện và các khu cách ly, cán bộ chiến sĩ phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm. Vượt lên tất cả, họ đang nêu cao quyết tâm để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Và phía sau những người lính là gia đình, là điểm tựa vững chắc nơi tuyến đầu chống dịch.